bấy giờ nó dao động giữa cái chặng gọi là thời thanh niên và thời làm ông bố. Lúc bấy giờ khi mà mình nghe cái thông tin đầu tiên là mình đã có được một em bé thì nó thực sự là rất là ngổn ngang và hỗn độn, và rất là nhiều thứ kéo đến, vui có, lo có. Tự nhiên mình bước sang một cái giai đoạn mới, cảm xúc nó thay đổi hoàn toàn. Trước đấy thì là một trong những nghệ sĩ rapper rất là trầu và rất là kiểu lên sân khấu thì lúc nào cũng năng lượng như vậy. Nhưng mà khi nghe đến cái đấy cái là wow, mình phải mặc vest, mình phải kiểu cẩn thận lại, và mọi thứ nó đã trở nên một cái trạng khác, rất là nghiêm chỉnh hơn. Và mình đón nhận một cái thông tin là Ê, anh có rồi nhé, anh có rồi nhé. Hai vạch rồi nhé. Thật ra thì vợ mình cũng không có quá nhiều những cái khó khăn. Cô ấy thì chỉ thích được có cái thời gian nghỉ dưỡng này, rồi ăn uống điều độ này, rồi nhất định là trong một ngày là phải đi ra ngoài một lần. Nghĩa là đi chơi cái điểm này điểm kia, được đi ra ngoài các thứ ấy, để xả stress, thoải mái. Đấy, đó để cho thoải mái. Nhưng mà có những hôm thì khoảng độ 1 giờ thì lại đói. 1 giờ tự nhiên lại thèm ăn bánh mì. 1 giờ tự nhiên lại thèm ăn chuối. Nói chung là ok, lên xe. Ok, lên xe. Lên xe là hai vợ chồng lại đèo nhau đi để đi tìm. Thực ra cái đấy nó đi ra ngoài nó làm cho cô ấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Là quên ăn mì luôn, quên ăn chuối luôn. Mặc dù không tìm thấy nhưng vẫn thỏa mãn cái những cái lần mà, nhưng mà mình cảm thấy cái đấy rất là thoải mái thôi. Chăm vợ bầu thì theo như Phúc Bột chia sẻ thì có vẻ như là cái chặng đường đó của bạn nó không có gì gọi khó là khó khăn hết trơn trọi á, đúng không? Đúng. Là có sự trợ giúp của ông bà không? Không. Không luôn. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Tại vì lúc bấy giờ ông bà chưa vào trong này. Lúc bấy giờ chỉ có hai vợ chồng đấy. Buổi tối là một cô giúp việc. Đấy. Vợ chồng tớ kiểu cũng không có nhiều quá nhiều cái áp lực ấy. Vợ thì cũng rất là thoải mái. Thì buổi chiều là mình đưa cô ấy ra ngoài đi chơi, lưu diêu, hôm thì đi câu. Xa ấy là xa nhưng vợ vẫn bụng bầu đi theo. Bây giờ có những cái bức ảnh mà bụng bầu cầm cần câu luôn. Cái là vợ cũng rất là kiểu thông cảm với những cái cảm xúc của mình ấy. Có một cái là hôm, chính cái hôm mà mình đi sang Hồng Kông nhận giải, đi đúng một ngày thôi, sau đấy sáng sau về thì là 12 giờ đêm thì là về đến Sài Gòn, thì là ngủ đến 4 giờ thì là bắt đầu đấy, bắt đầu đau và muốn trở dạ đấy. Thế là 4 giờ một cái là hai vợ chồng lúng cúp đi lên trên bệnh viện. Thì lên trên đấy thì là cái thai nó cũng lớn quá nên là nó chưa sinh được. Từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ tối vẫn chưa sinh. Nha, mình bảo thôi tình hình này chắc là vẫn chưa ấy rồi, để thế chờ bố một tí để bố về bố tắm rửa một cái xong rồi bố lên. Vừa về nhà tắm rửa một cái xong thì lên trên thì là sinh. Sinh thường hay là sinh? Sinh, phải sinh mổ tại vì bùn cũng rất là bự. Lúc bấy giờ là sinh ra là 4 kg 1. Bự nhất trong cái giải ngày hôm đấy luôn. Vừa sinh xong cái là được bác sĩ gọi vào là bế. Wow. Được. Thật ra cái cả cảm xúc đấy nó không gọi là cảm xúc sướng, mà nó rất là lẫn lộn. Nó rất là kiểu nhiều thứ cộng lại, nhiều cái khoảnh khắc nó cộng lại. Nó rất là kiểu vừa sướng mà kiểu vừa bất ngờ. Giờ mà sao nó ba, kiểu giờ cùng đèn sao ta hả? Giờ cùng đèn sao ta hả? Bây giờ như nào đây? Bây giờ như nào đây? Cũng rất là kiểu hạnh phúc ấy. Nó rất là kiểu một cái khoảnh khắc mà rất là sướng, cộng thêm bằng 10 lần sướng, rất là nhiều. Cái đó nó chỉ bị ở khi mà ví dụ như là nửa đêm 2 giờ mà vợ cũng mệt quá, vợ không dậy được thì là mình dậy. Nhưng mà có nghĩa là cái cảm xúc của một người khi mà bị cắt giấc ngủ ấy thì nó sẽ rất là dễ bị nổi cáo. Hơi quạo dữ. Hơi quạo tí. Có những hôm thì đấy, đến lượt em thì em dậy đi, chồng dậy đi, em dậy đi. Nói chung là vẫn ấy, nhưng mà mình ok, cái chuyện đấy là cái chuyện đương nhiên. Nếu mà mình không dậy thì vợ mình cũng sẽ dậy thôi. Nhưng mà đấy thì hai vợ chồng là thống nhất với nhau, ok, chia ra mỗi đứa dậy một cuốc. Hồi mà lúc mà mới sinh ấy thì nó sẽ có hai khoảng thời gian là 2 giờ là phải cho uống sữa một lần, 4-5 giờ lại phải dậy lần nữa này, rồi nó khóc kia các thứ đấy. Bắt đầu lớn lớn lên tí là bắt đầu đi chơi được với bố rồi thì nó đỡ hơn. Khó khăn nhất là cái khoảng mà mới sinh ấy. mình là người tắm cho bé từ bé luôn, thay tã hay là các thứ đấy là cái việc rất là đơn giản. Đấy là cái trải nghiệm thú vị chứ nó không thực sự là một cái áp lực bất kỳ nào cả. Với mình ấy thì là con là một người bạn, một thằng bạn với mình đấy. Cái góc nhìn đấy nó khác với cả cái việc mà là một ông bố. Thì ví dụ như là bạn có thể mắng nó, bạn có thể áp đặt, hay là bạn có thể bắt nó làm cái việc này, bắt nó làm cái việc kia. Nhưng mà thằng con tớ mà nếu tớ mà quát nó là kiểu gì nó sẽ làm việc khác, hay là nó sẽ không nghe lời, hay là tất cả những cái việc giống như là nếu là thằng anh nói rằng em ấy thì thằng em không bao giờ nghe, nhưng thằng bạn nói rằng bạn
thì nó sẽ nghe. Đúng. Nói trên cái quan điểm đấy, có nghĩa là chia sẻ thông tin hay là hướng dẫn hay là làm gì ấy, thì thằng con mình nó giống như là một thằng bạn mình đã từng kiểu quát mắng nó nhưng nó không chịu nghe. Mình bắt đầu chuyển dần, chuyển giai đoạn sang với cả bản thân mình cũng rất là thích trẻ con nữa. Đấy, chơi với trẻ con mình rất là chơi rất là sướng. Chơi với trẻ con nó chuyển cho mình rất là nhiều năng lượng ấy, nên là mình rất là thích chơi với trẻ con. Nên là có Bun nó lại thành là một best friend luôn. Cái bản chất công việc của chúng ta là bị là mình bị thiếu thời gian. Một khi mà là bạn nó vào một cái project mới rồi là chắc chắn một điều thôi là bạn hoàn toàn tập trung vào cái project đó. Một tuần cũng có, thậm chí là tới cả một tháng cũng có để mà ra được một bài hát. Thì là trong những khoảng thời gian mà là bạn quá bận rộn như vậy á, thì lúc đó là bạn phân chia thời gian như thế nào? Thật ra thì cái thói quen làm việc của mình nó cũng đi theo khung giờ. Ngày xưa trước khi cưới vợ ấy, thì là cái khoảng thời gian mà từ 7 giờ, 8 giờ tối bắt đầu trở đi là cái thời gian mà mình làm việc. Nhưng mà từ khi lấy vợ thì là nó lại bị đổi mất cái múi thời gian, có nghĩa là mình sáng tạo hay là làm việc là hoàn toàn vào buổi sáng. Từ khoảng độ 10 giờ cho đến 2 giờ là khung giờ làm việc của mình. Công việc thì nó liên quan nhiều đến sáng tạo, nên ra là nó chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn làm việc thôi. Còn lại cả ngày đấy là dành cho việc khác, dành cho gia đình, đưa vợ đi chơi, đưa con đi chơi. Chỉ có một cái khoảng thời gian mà mình khi mà tham gia vào cái Sony Music thì là có mất thêm một khoảng thời gian buổi tối, có nghĩa là từ 8 giờ đến 11 giờ tối là sẽ phải sản xuất trong studio. Nhưng mà vợ mình thì cũng khá tâm lý và cũng lo lắng là mình sẽ bị mất đi cái cảm xúc để mà làm việc, nên là cũng không quấy rầy nhiều. Có bao giờ bạn nghĩ là vợ bạn yêu bạn nhiều hơn bạn yêu vợ mình không? Tớ không nghĩ thế. Tớ nghĩ là nhưng mà hy vọng là thế đi. Thế mới là lý do mà mình quyết định để cưới. Từ ấy là có nghĩa là lúc mà mình tìm hiểu vợ mình ấy thì cô ấy là một sinh viên của trường Đại học Văn hóa. Lúc cưới thì là cũng hình dung là chắc là nếu mà học Đại học Văn hóa này sau này thì vào trong này cũng là một trong những mắt xích quan trọng cho sự nghiệp của mình, thì sẽ là người hỗ trợ rất là nhiều được cho mình. Khi mà vào xong ấy thì là sinh đẻ xong thì ở nhà mất khoảng độ 2 năm. Phụ nữ thì họ sẽ bắt đầu có những cái sự khó tính vô cớ. Tại vì là ở nhà nhiều quá, stress nó rất là nặng, nên là nhiều khi bản thân mình còn cảm thấy stress với cả vợ mình nữa. Vợ mình cũng như vậy. Và sau đấy thì mình mới quyết định ok, bây giờ chồng sẽ tìm một cái đơn vị anh em để mà cho vợ thử sức cho công việc MC. Đấy, thì là mới tìm đến team anh em bên Zone FM, thì là cũng là anh em chơi thân nên là gửi hồ sơ cho Thỏ vào trong đấy. Mà vợ thì là trước đây ở ngoài kia cũng hoạt động nghệ thuật. Trước khi mà cưới mình thì là cô ấy đạt được một cái Miss Teen, một cái danh hiệu Miss Teen về tài năng âm nhạc, cũng thích hát, thích hò, và ở nhà, ở dòng họ thì rất thích là cho Thỏ trở thành một nghệ sĩ, trở thành một cái người nổi tiếng, trở thành một cái nhân vật nghệ sĩ, nhân vật ảnh hưởng. Nhưng mà lúc đầu thì mình cũng suy nghĩ thế, nhưng mà bây giờ mà sống với mình hợp như thế này, quan tâm và yêu mình như thế này mà lại đi làm nghệ sĩ, sau này cho đi hát xong rồi các thứ lại phải đi hát một mình các thứ thì làm không sao tâm cũng được, không an tâm được, không thể được, không được thể được. Cái công việc đi cầy tiền ngoài kia là công việc của anh, còn em chỉ là người hậu phương biết các thứ thôi, quản lý giúp anh thôi. Nhưng mà quản lý gì nhiều đấy thì đúng rồi, cái đấy là cái chuyện đấy, mình có vợ thì vợ sẽ tích cóp cho mình. Hồi đầu là tật xấu á, ngày xưa thì có nhưng bây giờ cũng không còn những cái đấy nữa. Ngày xưa thì có. Thật ra bạn ạ, ví dụ như là nếu mà bạn yêu một người xong rồi ví dụ như là với một cái tâm lý là nghi ngờ đi chẳng hạn, thì chắc chắn là với cái nghi ngờ đấy nó sẽ càng ngày nó càng lớn lên và sẽ chỉ làm cái khoảng cách đấy nó sẽ tan vỡ mất cái giá trị đấy. Thì có nghĩa là ở đây nó sẽ càng ngày, ví dụ tớ là tớ yêu được khoảng độ 9 năm rồi, 9 năm cho cái tình yêu này rồi, và tớ phải tập tin tưởng vào những gì mà mình đã tin vào. Ngày xưa mới đầu đi diễn thì vợ rất là kiểu lo lắng về cái chuyện đấy. Lo lắng là ấy chồng đi diễn ở xa rồi diễn trễ rồi có em nào hay là nhắn tin các thứ hay không. Nhưng mà mình cảm thấy là cái việc đấy là vợ nên tin vào cái lựa chọn của bọn mình đã từng lựa chọn và vượt qua rất là nhiều cái khoảng cách để mà hai vợ chồng sống ở Sài Gòn. Chỉ có năm đầu với năm thứ hai là hay bị cái nghi ngờ đấy nó làm cho mình cảm thấy trở nên bị kiểu nội tâm đấy, suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ vợ đi làm như thế thì có lăng nhăng gì hay không, hay là thế này thế kia không. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc đấy kể cả mình có suy nghĩ thì mình cũng không thể tìm ra được cái câu trả lời. Đấy là cái nghi ngờ của mỗi người mà. Mình mới quyết định là ok, thôi bây giờ mình sẽ cũng chả phải nói với vợ cái điều đấy. Vợ cũng chả phải, thì mình chỉ nói là bây giờ chồng sống với vợ rất là trọn vẹn rồi, và chồng chắc chắn với vợ là
dù có chết thì chồng cũng sẽ không bao giờ có những cái vấn đề riêng kia, và chồng tin vào cái tình yêu này. Đấy, thì chồng sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ nữa. Cả vợ mình nó kiểu rất là kiểu để mà lên bàn cân so với cả những cô bạn gái phía trước đi chẳng hạn, thì vợ rất là kiểu biết thông cảm và kiểu chịu hiểu ấy, chứ không tranh luận thì nó không bao giờ tiến đến mức độ mà kiểu bị quá căng thẳng. Hay là có một lần thì là hai vợ chồng mới mình mới set up một cái buổi đi đá bóng rồi, tại vì lịch đấy đi đá bóng thì đã thế rồi. Cô ấy thì vào chơi thì là cô ấy bảo thế thì bây giờ anh chọn bóng đá hay là chọn em? Đấy là một trong những cái câu hỏi mà lúc kiểu người ta kiểu có nghĩa là chắc là chị em ngồi ở nhà nói chuyện với nhau để xem là chồng mình yêu mình ở mức độ nào, thì là mình về mới thử mình như thế. Mình bảo tôi chết rồi, trong cái trường hợp này mà mình mà xử lý mà yêu chiều quá và theo hướng của cô ấy quá thì chắc chắn nó sẽ có những lần sau nữa là không được đi đá bóng luôn, không được đi đá bóng nữa, và chắc chắn sẽ có những lần sau cô ấy cũng sẽ sử dụng cái skill đấy để mà làm cho mình bắt buộc phải theo ý của cô ấy. Thế mình mới quyết định là mình sẽ tỏ ra một cái thái độ rất khó chịu với cái việc đấy, thậm chí rất là bùng nổ luôn, nhảy vào cản mình không cho ra khỏi cửa, lao vào ghì cổ ấy, ôi trời phát như này, nhưng mà rất nhẹ thôi thì nó mới chạm vào cái rèm, thì nó chỉ là diễn xuất thôi, nhưng làm cái rèm nó bị rơi xuống. Thế nhưng mà cái khoảnh khắc, cái có nghĩa là cái biến động đấy nó làm cho vợ mình lần sau sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi tương tự như vậy nữa, không bao giờ có những cái so sánh mà kiểu mà khập khiễng đến mức độ mà làm cho mình khó chịu nữa. Câu hỏi đó không trả lời được, bây giờ nó chọn em thì sẽ bỏ đá bóng, mà mình đi đá bóng không đá bóng được thì sao? Mà trả lời mới đá bóng cũng không được, nó chỉ còn cách đó thôi, hơn là cái màn rớt xuống đúng lúc đấy. Nên là có nghĩa là trong cái khoảnh khắc đấy nhiều khi mình cũng phải có nghĩa là mình phải nói cho vợ biết đấy là nó đã quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Và mình luôn có cái ngưỡng đấy để mà cảm nhận nhau, nếu mà em mà quá ngưỡng đấy là coi như là anh sẽ thả con thú của anh ra.